Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh ô tô tại Đồng Nai. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn cách sử dụng cái hệ thống điều hòa trên các cái dòng xe tải nha các bạn. Rồi các bạn hãy cùng theo dõi video với mình nha. Bất kỳ một cái dòng xe tải nào thì hầu hết là cái hệ thống điều hòa của nó, các cái dòng phổ thông á, tải nhỏ thì cái hệ thống điều hòa của nó là bằng cơ. Cơ có nghĩa nó không có hệ thống tự động mà toàn bằng chuyển tay hết. Đó. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn sử dụng cái hệ thống điều hòa này. Hình như là trên các cái dòng xe tải lớn á thì nó sẽ có cái hệ thống điều hòa tự động. Nhưng mà cái đó thì nó cũng chỉ là chỉnh các cái nó là tích hợp lên các cái phím nhấn thôi, nhìn trên hiện đại thôi, chứ thực ra nó cũng chỉ là hệ thống cơ mà thôi. Chứ nó không được như trên các cái dòng du lịch mà chúng ta sử dụng được các cái hệ thống điều hòa nó tự động. Nó tự động nó sử dụng các cái hệ thống thông minh. Thì trên xe tải chúng ta nó không có cái điều đó. Xe tải tại Việt Nam. Còn nếu có dòng xe nhập khẩu thì mình không có biết. Rồi, bây giờ mình sẽ đè máy lên để mình hướng dẫn cho quý vị các bạn sử dụng cái hệ thống điều hòa này. Như cái dòng xe này thì tất cả các cái dòng xe điều hòa thì đơn giản nó cũng giống nhau mà thôi. Thì bây giờ nó có loại này nó xài nút phím vặn này. Có nhiều loại cái xe mà nó như Isuzu chẳng hạn thì nó sẽ sử dụng các cái hệ thống điều hòa cơ mà nhìn nó cổ điển nữa. Cái này nó xài điện nhưng mà cái hệ thống của trên Isuzu là nó xài hệ thống cơ. Nó có các cái nút gạt thì trên nguyên lý thì nó cũng giống nhau mà thôi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn các cái cách sử dụng hệ thống điều hòa. Thứ nhất, đây nó có những cái nút này thôi. Trên bất kỳ một cái dòng xe nào nó cũng có những cái nút này. Thứ nhất, đây là cái nút để điều chỉnh cái nhiệt độ. Đây là cái nhiệt độ lạnh này. Đây là điều chỉnh nhiệt độ này. Có nhiều khách hàng á, cái này là nó sẽ giảm cái độ lạnh nhé. Cái này nó sẽ giảm độ lạnh. Thực tế ở Việt Nam chúng ta thì nó không có sử dụng cái hệ thống dàn nóng này. Về hầu hết là các hãng họ bỏ hết, chỉ có dàn lạnh thôi. Và cái mức lạnh á, nó không như trên du lịch. Càng vặn về đây thì nó càng lớn, nhưng mà cái mức này là nhỏ nhất này, cái độ lạnh nhỏ nhất, và đây là cái mức lớn nhất. Còn sang đây là dàn nóng thì thực ra ở Việt Nam mình cũng không có dàn nóng đâu. Đó. Đây là mức độ lạnh nha các bạn. Các bạn gạt hết về cùng bên tay trái này là cái chế độ lạnh lớn nhất. Còn mấy khi mà sử dụng cái chế độ sưởi này đâu. Với lại ở Việt Nam mình thì mình thấy hầu hết các cái dòng xe đó, cái két sưởi nó bỏ đi rồi. Rồi cái thứ hai nữa, đây là chỉnh cái quạt, tốc độ quạt này. 1, 2, 3, 4 này, cái tốc độ quạt. Đây nó có biểu tượng cái quạt này các bạn. Thì, đó, thì nó chỉnh tốc độ của quạt thôi. Và cái này á, là cái mà mới đây có khách hàng mình mới hỏi thì tiện đây mình cũng trả lời luôn. Cái này nè các bạn, cái này á là cái chỉnh hướng gió. Đây là chỉnh thổi vào mặt này. Này là nửa thổi vào mặt, nửa thổi vào chân. Đó. Và đây á là thổi toàn bộ vào chân. Có này đưa về chế độ sưởi ở chân, nhưng mà thực tế là ở Việt Nam mình nó cắt cái chế độ sưởi rồi. Và cái sưởi kính, cái sấy kính là nó nằm ở dưới cùng này đó các bạn. Khi nào mà các bạn mà chúng ta đi dưới trời mưa thì khi mà chúng ta bật điều hòa thì nó sẽ bị ngưng động mà nước ở cái phía trước phía này này. Nắp hơi. Thì nó sẽ làm cho nước ở nhiệt độ chênh lệch ở bên ngoài á thì nó lạnh hơn bên trong, thì dẫn đến là nó sẽ bám cái hơi nước ở cái ngoài mặt này. Giống như cái ly nước uống của mình, ly nước đá của mình á, thì bên trong nó lạnh á thì bên ngoài nó sẽ ngưng tụ thành hơi nước. Thì tương tự cái kính mình nó cũng sẽ ngưng tụ hơi nước ở cái mặt kính này và nó gây ảnh hưởng đến tầm nhìn của chúng ta. Đó, thì các bạn sẽ bật cái chế độ sang chế độ sấy này. Thì nó sẽ sấy cái kính này.
sấy, nó gọi là sấy kính thôi, nó đưa cái hơi lạnh lên cái kính này để cho nó cân bằng với nhiệt độ bên ngoài, thì cái nước nó sẽ không bám vào cái bề mặt kính này, làm cho chúng ta đi đường chúng ta không nhìn thấy gì hết. Đó, đó là cái chế độ sấy kính nha, sấy kính nha các bạn. Đây và các bạn nhớ khi mà chúng ta đi đường trời mưa nhé. Thì hôm bữa có một khách hàng của mình, anh đi trời mưa và anh không biết sử dụng cái chế độ này, thì anh liên tục anh phải lấy cái khăn anh lau cái kính ở phía trong. Đó thì các bạn nhớ cái chế độ này nhé. À, có một số khách hàng thì để cái chế độ nửa này, thì anh leo lên xe thì thấy anh có một vài trường hợp đó là mình leo lên xe và anh bật sang chế độ này, và cái dàn lạnh anh để như vậy này các bạn. Anh kêu ủa sao cái xe này làm lạnh yếu quá. À, yếu quá thì mình mới bắt đầu mình chỉnh về cái chế độ mặt, và cái này nó hết cỡ thì cái nhiệt độ của cái quạt cửa gió này nó ra nó rất là mát. Đó là mình hướng dẫn cho quý vị các bạn nào mà chúng ta vừa mới bước xe lên chiếc xe tải, biết cách sử dụng cái chế độ sưởi. Và cái thứ hai nữa, như vậy thì mình đã chỉ hướng dẫn cho các bạn, thứ nhất là cái này nút này làm gì nhé, cái nút này cũng làm gì gió này đó, và cái nút này làm gì, và đặc biệt là chế độ sưởi kính nha các bạn, sấy kính nha các bạn. Các bạn nhớ chế độ này khi chúng ta đi trời mưa nha. Và đây là cái nút làm lạnh hay không làm lạnh, bật AC thì các bạn phải bật khăn quạt gió thì nó mới bật được chế độ này. Đó, các cái đèn này nó báo hiệu. Đây này các bạn, các cái đèn xanh này nó sáng lên là nó báo hiệu là đang ở chế độ AC, có nghĩa đang bật máy lạnh hay không. Đó, tắt đi là nó tắt, là nó hiện thời là nó không bật chế độ máy lạnh. Bật lên là nó bật chế độ máy lạnh này. Đó, cái này thì đơn giản. Rồi, cái tiếp theo để mình chỉ cho các bạn đó chính là cái chế độ lấy gió trong gió ngoài. Đó. Khi nào thì lấy gió trong, khi nào thì lấy gió ngoài. Như cái chế độ này các bạn nhìn như vậy á, là nó đang tắt cái chế độ lấy gió trong này. Các bạn hãy nhìn kỹ vào cái biểu tượng này, có nghĩa là nó đang nói đây là cái chế độ lấy gió trong nó đã tắt đi, cái đèn này nó không sáng lên này. Và các bạn bật lên như vậy nó đang lấy gió trong, tắt này đi nó đang lấy gió ngoài nha các bạn. Đó. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ khi nào thì lấy gió trong, khi nào lấy gió trong gió ngoài á, thì sau khi mà mình tham khảo được các cái bài viết thì mình cũng rút ra được cái bài học và mình chia sẻ cho quý vị các bạn. Thứ nhất là mình sẽ nói cái lấy gió trong là gì và lấy gió ngoài là gì. Lấy gió trong có nghĩa là nó cái quạt gió nó sẽ hút cái gió tuần hoàn ở bên trong cái cabin của các bạn thôi. Nó không có lấy cái gió từ ngoài môi trường vào, nó hút ở ngay dưới cái gầm, dưới cái chân của chúng ta. Đó, nó hút và nó tuần hoàn, nó đẩy gió đi tuần hoàn bên trong cái khoang cabin. Còn lấy gió ngoài á, là nó sẽ thông, nó có một cái cửa gió thông ra ngoài môi trường và nó có một cái lưới lọc. Đó, thì nó sẽ lấy cái gió từ ngoài đó, cái quạt hút á, cái quạt hút thổi gió nó sẽ lấy cái gió từ ngoài môi trường qua cái lưới lọc để nó được thổi vào trong cabin. Đó là lấy gió trong và lấy gió ngoài. Và khi nào lợi điểm của lấy gió trong là gì? À, lợi điểm của lấy gió trong là khi mà các bạn, thứ nhất á, là các bạn đang bật cái chế độ nó sẽ làm lạnh nhanh hơn. Khi mà các bạn làm mát thì các bạn lấy gió trong thì nó sẽ làm mát nhanh hơn, và như vậy thì nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Cái thứ hai nữa là khi mà các bạn mà đi vào cái môi trường mà nó bị ô nhiễm, mà nó bụi khói hoặc là có mùi hôi á, rác thải, hay là đi sau cái xe chở heo hay là đi sau một cái xe chở rác á, thì các bạn sẽ bật cái chế độ lấy gió trong nó lên và cái không khí nó sẽ tuần hoàn bên trong, nó không hút các cái khí ô nhiễm bên ngoài vào. Cái thứ ba nữa là khi mà các bạn đi trời mưa, đi trời mưa thì lấy gió trong á, thì nó sẽ khi trời mưa thì cái độ ẩm nó rất là cao, thì các bạn lấy gió trong á, thì các cái thiết bị ở bên trong cabin á, nó sẽ không bị ẩm ướt, và nó không tránh nó bị hư hỏng. Đó, và đấy là cái lợi điểm. Nhưng cái nhược điểm là gì? Nhược điểm của lấy gió trong đó là khi mà các bạn chạy trong quãng đường dài á, các bạn chạy đường dài á, thì nó sẽ tuần hoàn cái không khí ở bên trong cái cabin thôi, nó không lấy không khí ở bên ngoài. Như vậy thì dần dần thì nó sẽ cái lượng oxy ở trong cabin của mình nó sẽ ít đi, và nó ít đi thì như vậy thì các bạn cần phải lấy gió ngoài vào để tăng cái lượng oxy lên, thì như vậy thì nó sẽ tránh cho các bạn cái bị hiện tượng là bị mệt mỏi.
và nó cảm giác khó thở đó khi mà chúng ta đi cái đường dài quá dài. Còn cái ưu điểm của lấy gió ngoài đó chính là nó tất nhiên là nó là nhược điểm của cái lấy gió trong, là nó sẽ đưa cái lượng oxy vào cung cấp trong bên trong cái cabin, và cái nhược điểm nó là nó sẽ khi mà bị đi cái xe nó bụi bẩn, cái đường mà nó quá bụi á thì chúng ta không có lấy vào được, nó gây hôi, mùi hôi và nó tạo ra cái bụi, chúng ta hít vào chúng ta sẽ cảm thấy nó khó chịu, và khi mà trời mưa thì nó sẽ gây đỏ mà trong cabin này, các cái thiết bị điện tử ở bên trong cabin nó sẽ ảnh hưởng đó. Như vậy thì cái kinh nghiệm để chúng ta chạy trên đường là như thế nào, khi nào thì chúng ta lấy gió trong, khi nào chúng ta lấy gió ngoài, thì theo các cái các cái bài báo thì người ta rút ra cái kinh nghiệm đó chính là khi mà các bạn leo lên xe thì các cái dòng xe tải thường là cái việc cách nhiệt của nó rất là, nó không, hầu như là nó không có tính đến cái việc cách nhiệt, nên là khi mà cái xe của chúng ta để ra ngoài trời thì nó rất là nóng đó, nên là một cái kinh nghiệm đó chính là người ta sẽ bật cái chế độ lấy gió ngoài. Khi mà người ta mới leo lên cabin á, người ta sẽ bật cái chế độ lấy gió ngoài và người ta mở hết cửa ra, mở cửa thông thoáng ra để đẩy bớt cái nhiệt độ, bởi vì lúc đó cái nhiệt độ trong cabin nó sẽ lớn hơn nhiều so với cái nhiệt độ ở bên ngoài môi trường, nó đẩy bớt ra. Đó, sau vài phút đó thì các bạn đóng hết cửa lên và các bạn bật nút AC lên. Đây là cái chia sẻ thôi chứ còn thực tế thì nó sẽ khác. Rồi bật AC như vậy thì các bạn sẽ tiết kiệm được tối ưu hóa được cái việc làm lạnh và nó tiết kiệm được cái nhiên liệu cho chúng ta. Nhưng mà thực tế thì môi trường chúng ta rất là nóng và chúng ta khi mà leo lên xe là chúng ta bật AC ngay lập tức. Sau khi mà khởi động máy động cơ lên chạy là chúng ta sẽ bật AC lên để cái hơi lạnh nó phà vào người chúng ta để chúng ta cảm giác nó dễ chịu. Đó. Còn việc tiết kiệm nhiên liệu thì tất nhiên các bạn nào suy nghĩ kỹ thì chúng ta sẽ thấy cái việc người ta hướng dẫn như vậy thì nó sẽ tối ưu hơn. Và khi mà chúng ta chạy trên đường một khi mà chúng ta lăn bánh rồi thì chúng ta nên việc tiết kiệm nhiên liệu thì chúng ta cứ tuần hoàn không khí ở trong cabin thôi, có nghĩa chúng ta đi chúng ta để lấy gió trong thôi, cứ khoảng 30 phút thì chúng ta sẽ lấy gió ngoài 5 phút đó, sau đó là nó sẽ bổ sung cái lượng oxy vào trong cái cabin thì chúng ta lại tắt đi để cái không khí lạnh nó cứ tuần hoàn bên trong. Khi mà chúng ta lấy gió ngoài vô thì cái nhiệt độ môi trường bao giờ nó cao hơn bên trong cabin, nên là nó sẽ làm tổn thất cái nhiệt độ bên trong cabin, thì chúng ta chỉ lấy một cái lượng oxy vào vừa đủ khoảng 5 phút. Người ta tính toán cho khoảng 5 phút thì chúng ta lại lấy cái gió trong. Và khi mà chúng ta đi trên đường thì chúng ta nên lấy cái không khí mà gió ngoài thì khi mà chúng ta chạy trên những cái đường mà nói chung là nó trong lành rồi, khí hậu nó trong lành nó thì chúng ta sẽ lấy cái gió ngoài vô. Nhưng mà chúng ta đi đường dài thì bắt buộc là chúng ta cứ chạy 30 phút hoặc là 20 phút, khi nào chúng ta thấy nó ngột khó thở thì chúng ta lại lấy gió ngoài vô. Như vậy thì nó sẽ giúp cho cái nhiệt độ ở trong cabin nó luôn được cân bằng và nó bổ sung cái lượng oxy vào trong cái cabin, giúp cho chúng ta chạy đường dài nó không bị mệt và nó không bị khó thở. Nó bị không bị uể oải đó. Và cái điều đặc biệt khi mà chúng ta chạy trên trên đường vào trời mưa thì các bạn nên lấy gió trong để mà đừng có nên lấy gió ngoài, thì nó sẽ đưa cái hơi ẩm vào, khi mà các bạn lấy gió ngoài thì nó sẽ đưa hơi ẩm vào bên trong cabin và nó sẽ làm hư hỏng các cái thiết bị điện ở trong những sử dụng gió trong hay gió ngoài thì mình vừa giải thích cho quý vị các bạn. Chúng ta tránh cái trường hợp là tất nhiên là cái điều kiện tối ưu là các bạn sử dụng cái gió trong nhiều hơn là gió ngoài, để chúng ta bật cái nút AC khi chúng ta làm lạnh thì nó sẽ nhanh chóng làm lạnh, và thứ hai nữa là nó tránh cái thất thoát nhiệt ra ngoài môi trường và nó sẽ từ đó thì nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên là cái việc mà khi mà các bạn đi đường dài thì cái việc mà các bạn lấy gió trong nhiều quá nó sẽ làm cho các bạn bị thiếu oxy,
thiếu oxy thì chúng ta sẽ gây ra mệt mỏi và uể oải khi mà chúng ta đi đường dài, nên là các bạn cứ chạy 30 phút hoặc là 22 đến 30 phút thì các bạn lại lấy gió ngoài khoảng 5 phút rồi sau đó các bạn lại tắt đi. Và ưu tiên nhá, ưu tiên là chúng ta lấy gió ở những cái khu mà vực mà cái nhiệt độ nó cái không khí môi trường nó trong lành đó. Và trong đi trong đô thị thì chúng ta cũng ưu tiên là lấy gió trong đó. Và khi mà có trời mưa thì đặc biệt là chúng ta hạn chế lấy gió ngoài, vì nó sẽ làm hư hỏng các cái thiết bị bên trong do ẩm ướt khi mà trời mưa đó. Thì còn một số trường hợp đặc biệt như là các cái dòng xe ben mà nó chạy trong cái các cái công trình đó, thì chắc cái việc mà chúng ta lấy gió trong là toàn bộ, bởi vì các cái công trình thường nó rất là bụi nên là hầu như là thời gian chúng ta sẽ sử dụng gió trong hết rồi. Như vậy thì mình vừa trình bày cho quý vị các bạn cách sử dụng cái hệ thống điều hòa trên các cái dòng xe tải, cũng như là cái việc nên lấy gió trong hay gió ngoài, và khi nào lấy gió trong và khi nào lấy gió ngoài đó. Thì mọi thắc mắc thì các bạn có thể comment ở phía dưới video này, thì mình sẽ trả lời cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Rồi các bạn nào mà xem video này của mình mà chưa đăng ký kênh của mình thì hãy đăng ký kênh của mình nha. Nó có cái nút chuông ở phía dưới này các bạn, nút subscribe đó, nút đăng ký, các bạn nhấn vào cái nút đó. Và nó có bên cạnh nó có cái nút chuông á, thì các bạn nhấn thêm luôn vào cái nút chuông đó để khi mà kênh mình nó ra những cái video nào thì các bạn sẽ lập tức là YouTube nó sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn cái video đó của mình, để biết đâu là một ngày nào đó các bạn lại cần những cái kiến thức này của mình để mà chúng ta đi trên đường nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.